Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 5 2022, chúng ta tiếp tục học tập Quyết Chí Một Đời Vãng Sanh Cực Lạc Quốc, học đến tập 191. Hôm qua những đức gặp một cái chú này bị bệnh ung thư quý vị. Chú gặp những đức mà những đức nhìn cái chú này, những đức không thế nào mà nghĩ ổng là bệnh ung thư. Từ sắc diện cho đến cái lời nói và cử chỉ và ánh mắt, không thế nào mình nghĩ người này bị bệnh ung thư. Chúng nói những đức nghe một câu mà giúp cho mình tăng thêm tín tâm. Nên tất cả những người bị bệnh nghe công đoạn này, tự nhiên giống như mình đang chán nản buồn phiền mà có người đang động viên mình, cho mình một cơ hội đặc biệt tốt đẹp, mừng vô cùng. Chú nói rằng là lúc trước chú bị ung thư và nhiều cách trị liệu không có kết quả, và chú hoàn toàn tuyệt vọng, đi vào con đường chán nản. Được người ta tặng cho một chiếc máy nghe pháp V52 của chùa mình. Khi chú nghe, chú nghe những cái bài chia sẻ mà niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư, chú nghe. Khi chú nghe rồi một cái, chú nói rằng giống như tư tưởng chú nó bừng sáng lên. Chú nói có mục tiêu, hy vọng rồi. Tất cả những cái trị liệu đã trị rồi, không giải quyết được vấn đề. Thấy bệnh tình càng trầm trọng, cuối cùng chú hạ thủ công phu, chú tha thiết niệm Phật như mình hướng dẫn. Quý vị biết rằng nửa năm sau, hoàn toàn hình như cơ thể của chú nó phát triển một cái sức khỏe lại đặc biệt. Và tâm trạng của người chú, tự nhiên chú nói rằng lúc trước mà bệnh đau sợ chết lắm, việc chết không biết đi đâu. Nhưng bây giờ nhờ nghe pháp hơn nửa năm nay thì bắt đầu là chú nghe được, chú có một hướng đi về. Và những cái lý luận trong đó của mình, chú nghe tự nhiên chú tiếp nhận, đúng là thiện căn quý vị. Thiện duyên lớn thế ghê. Nghe tin mà chân thật áp dụng. Cái tin ngay cái chỗ là đã trị bệnh mà không giải quyết được vấn đề. Cuối cùng chú chân thật niệm Phật, nhớ Phật, niệm Phật. Chú cứ nghe lời mình niệm Phật, nhớ Phật thôi. Vậy mà bây giờ sắc diện của chú tốt, chú khỏe. Nhìn người không giống như người bị bệnh gì hết. Cái lợi ích này cực kỳ lớn. Những đức đã từng kể với vị nghe mà 5 người bị bệnh tim mà những đức thí nghiệm thấy rõ ràng, 3 người đi mổ tim, 2 người giữ trạng thái bình thường niệm Phật, 3 người kia mổ tim thọ mạng còn, vẫn còn sống. Mấy năm sau thì những người mổ tim này eo ọt khó nuôi, sống rất khổ. Còn 2 người không mổ tim kia cũng sống, nhưng họ sống rất tốt, rất khỏe. Rõ ràng không? Cái tự nhiên để hồi phục cơ thể từ thiện tâm, tuyệt vời vô cùng. Còn những đức thí nghiệm có những cụ rõ ràng khi mắt mờ, tuổi già khòm vậy đó, mắt nó kéo mây. Có những người người ta đi mổ mắt về sáng liền, nhưng mà một thời gian con mắt nó chảy nước mắt suốt luôn, mắt liêm nhiêm khổ lắm. Nhưng mà cái bà cụ mà cũng bị còm kia, mắt kéo mây, nhưng mà lờ mờ, nhưng bà không mổ, bà niệm Phật. Như vậy mà vài năm sau thì con mắt của bà nó vẫn còn tự nhiên bình thường, nó không có liêm nhiêm như cái bà cụ mà đi mổ mắt. Khi nhìn nhận những điểm này rồi, những đức thấy rõ ràng cơ thể con người mình để tự nhiên, tập tự nhiên, không sợ chết, giữ tâm an lạc niệm Phật như thế nào cũng được, vì đó là cái nhắc nhở vô thường. Con người sớm muộn gì cũng phải chết, từ trẻ đến già, và cuối cùng chúng ta cũng phải chết. Duy trì được có Phật hiệu, lòng tin ngay có Phật hiệu chân thật, đây gọi là tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Người đã tín nguyện niệm Phật thì không sợ chết, người đã quyết chí đời này vãng sanh thì không sợ chết, người đã quyết chí đời này vãng sanh thì bất cứ việc thiện gì cũng không bao giờ mà bỏ qua khi đủ duyên.
những việc ác sẽ từ từ loại bỏ. Nhất định là làm được như vậy. Nên mỗi một con người chúng ta gầy dựng tín nguyện niệm Phật kiên cố, dùng cái tâm của mình nhớ Phật niệm Phật xuyên suốt, nhớ người niệm Phật cầu sanh Cực Lạc không sợ chết, phải nhớ nghe. Như vậy thì nhất định là tương ứng với bổn nguyện Di Đà. Còn khi cái người niệm Phật mà sợ chết một cái là chúng ta khó giao cảm được với bổn nguyện Di Đà. Vì con người ai cũng già, ai cũng bệnh và cuối cùng ai cũng chết. Cái sợ chết này có ý nghĩa gì? Có rất là nhiều người nhà giàu, người ta sợ bị bệnh và chết, người ta cứ đi khám định kỳ hoài, không bệnh thành ra bệnh. Cái tâm trạng của sợ bệnh tướng do tâm sanh, tâm này sợ thành bệnh. Thấy chưa? Nguy hiểm vô cùng chưa? Đi khám bệnh mà đến nỗi mà bác sĩ khám bệnh nói không có bệnh thì nói bác sĩ dở. Đi tìm bác sĩ khác khám chừng nào có bệnh thì bác sĩ giỏi. Từ hôm nay nghe được tịnh độ rồi, chân thật nhớ ai với Đà Phật để niệm ai với Đà Phật. Tốt vô cùng. Có bà cô này, bà nói gì Đức nghe câu rất là hay. Bà nói lúc xưa mà con mỗi lần mà cảm xúc con rên rỉ lắm thầy ơi, cứ nằm con cứ ơi đau quá, đau quá à, vậy đó. Nhưng mà từ khi bà nghe mình giảng một cái, bây giờ lâu lâu bà cũng bị bệnh, thì bà bệnh một cái là bà cứ thấy sao? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Còn bây giờ như Đức chỉ quý vị, khi bệnh đau của người mệt mỏi đúng không, bắt cái điệu địa chung nhanh lên để niệm luôn. Nó làm cho quý vị hừng hực cái tâm lên để niệm. Đó, cứ dùng câu Phật hiệu. Nên những Đức từng nói rằng hát xì cái cũng A-di-đà-phật. Tập thành thói quen trong mỗi lúc mỗi nơi chúng ta đem câu Phật hiệu áp dụng vào cuộc sống luôn. Tuyệt vời vô cùng. Hay lắm. Rất là hay. Có một cái chú này, ông đi làm ruộng rẫy. Ông nói như Đức câu gì nữa quý vị. Lúc trước mà đi vào trong đồng làm ruộng rẫy thì cái thời gian làm và thời gian đi về sao lâu quá à. Mà nó nóng vô cùng nóng, làm nó không chạy việc. Vậy mà từ khi mà ông nghe mình giảng thì biết rằng ông đi đâu cũng đem máy nghe pháp theo nghe, không nghe pháp thì cũng bắt cái máy niệm Phật để trong người. Có khi ông còn cầm nguyên một cái lo, ông mua nguyên cái lo bự vậy nè, ông cài cái điệu niệm Phật, điệu hộ niệm 4 chữ, ông bật thiệt là lớn lên, ông để trên một cái vị trí nào cao cao, rồi ông cứ làm việc. Câu Phật hiệu nó vang cái nơi của ông đang làm ruộng làm rẫy luôn. Cách này hay. Lựa cái lo mà giữ điện được á. Khi sạc xong ít gì mình xài cũng được mấy tiếng. Xài được mấy tiếng. Nếu có được 2 cái lo mà hết pin cái này còn cái kia nữa thì quá hay. Đi vô trong đồng làm rẫy ruộng là chúng ta để cái lo đó bắt niệm Phật, phóng to ra để chi? Để chúng ta giống như làm việc mà đây là đạo tràng tịnh độ. Làm việc mà nghe con Phật hiệu đi niệm Phật. Cách này cực kỳ hay. Thì ông nói rằng từ khi mà nghe pháp và niệm Phật thì thời gian ông vô làm và thời gian đi về sao thấy nó mau quá. Thời gian cũng như vậy mà vì sao mau? Vì sao? Vì chúng ta nghe câu Phật hiệu nên quên đi cái sự nóng bức mệt mỏi, không nghĩ thời gian đi về thì thời gian tự mau. Thời gian nghe pháp được vui được cười, nên từ nơi đó mà trong lòng vui thì thời gian qua mau. Cái gì mình tưởng suy nghĩ đến thì lâu, còn cái gì mà mình không cần suy nghĩ đến mà dùng câu ai với Đạo Phật, chỉ nhớ ai với Đạo Phật, chỉ nhớ ai với Đạo Phật thì tức khắc thời gian qua rất mau. Cũng là thời gian như vậy mà qua rất là mau đó. Thí dụ giờ mình lên mình tu đi, mình trông mau hết giờ đi là nó lâu. Nhưng mình lên mình cứ tu bình thường mình tu đi thì tự nhiên mình thấy cái vèo tự nhiên tới giờ nghỉ. Nên đúng là tịnh độ này dùng đa dạng phương tiện để mà áp dụng, để mà lỡ mình lỡ người vô cùng đặc biệt. Còn có một cô bác sĩ này, cô nghe mình giảng, cô nói lúc trước cô ở trong cái bệnh viện phòng ở, cô cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Nhưng từ khi cô để cái máy niệm Phật và nghe Pháp ở trong phòng như vậy, thì tức khắc cái nơi ở của cô nó không còn bị lạnh lẽo nữa. Rõ ràng người sống được nhờ, người chết được lợi. Nên những đức nói, ví dụ như bệnh viện này kia mà để máy niệm Phật thì tuyệt vời lắm, đặc biệt lắm. Giống như cái nơi mà để xác chết đồ này kia, ấp xác đồ này kia, cứ để cái máy niệm Phật xuyên suốt. Có nhiều người ta chết đi, người ta chấp vào cái xác đó, người ta đeo đẳng theo. Mình để cái máy niệm Phật xuyên suốt như vậy luôn thì lợi ích quá lớn. Giống như cái nơi mà lò thiêu, những đức gặp nhân viên ở nơi lò thiêu, những đức nói với ông chủ đặt một cái lo theo vị trí đường mà người ta ở ngoài đi phẳng thẳng vào, để lo niệm Phật nghe vang dội từ khi người ta vừa bước đến ngay chỗ lò thiêu, trên đoạn đường người ta đi dài vô bên trong, là người ta đều nghe được có Phật hiệu. Và cái nơi lò thiêu đó để một cái máy niệm Phật, một cái lo niệm Phật vang ngay cái nơi lò thiêu. Quý vị mà chỉ cần có một cái tâm này thôi, thôi phước duyên quý vị lớn biết bao nhiêu mà nói. Phước duyên lớn lắm. Rồi nghĩa trang liệt sĩ, nếu như quý vị có thể câu điện ra chừng vài chiếc lo thôi để cho nó phóng thanh, thì ngay nghĩa trang liệt sĩ, những đức nói rằng người ta rất là thích để mà mua những khoảnh đất đó để mà làm mộ phần cho ông bà cha mẹ của người ta. Vì về cái mặt tâm linh, vì điều niệm Phật vang để cho được lợi ích. Chân thật mà làm như vậy đi, cái cảnh bất an gì nó thành an, cái cảnh vui nó càng vui thêm. Như vậy coi tịnh độ phải áp dụng trong cuộc sống không? Những điều những đức chia sẻ đây là người siêng niệm Phật không đó quý vị. Toàn là những người siêng niệm Phật mới có nhiều cái nghĩ ra như vậy. Từ phương tiện để giúp mình được niệm Phật, mà người ta nghe được niệm Phật. Có một bà cô này, bà còn làm nghề sát sanh, bán thịt heo, cũng được người ta dẫn đi đến đây ngày chủ nhật cộng tu, bà chưa bỏ nghề. Bà gặp những đức, bà hỏi một câu: thầy ơi, con làm nghề sát sanh, con có để máy niệm Phật được hay không thầy? Những đức nói: được, sao không được? Để máy niệm Phật làm sao không được? Cô ăn chay trường, cô phóng sanh, cô niệm Phật thì cái sự lợi ích thì cực kỳ lớn. Cô còn sát sanh hại vật mà cô niệm Phật thì sự lợi ích này nó nhỏ hơn, cũng được sự lợi ích. Từ nơi cái tâm thiện đó, từ từ cô tự nhìn nhận lại lương tâm mình, tại sao mình bắt niệm Phật mà mình còn sát sanh hại vật. Từ từ người ta bỏ nghề. Giống như cái câu chuyện mà cái ông sáng thức dậy đi niệm Phật, còn một ông thì sáng thức dậy đi đâm heo. Vậy mà vài năm sau, tự nhiên có một đêm khi ông thức dậy, ông nghe được tiếng niệm Phật, tự nhiên tỉnh ngộ. Ông nói lại với ông rằng: người ta sáng thức dậy đi niệm Phật, còn mình nghề gì không làm, sáng thức dậy đi đâm heo. Tội nghiệp quá. Cuối cùng ông buông giao đồ tể, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Quý vị coi, một câu Phật hiệu thôi mà sự độ sanh có thời gian. Rồi có những Phật tử mà gia đình của mình đầu tiên dụng công phu bật cái lo niệm Phật lên, lễ Phật niệm Phật, thì người nhà làng xóm cũng nói này nói kia. Như vậy mà một thời gian quý vị vẫn kiên trì như vậy, một thời gian bữa nào quý vị không tu, họ hỏi quý vị: ủa sáng nay sao không tu? Quý vị thấy câu Phật hiệu đặc biệt lạ thường chưa? Cái câu Phật hiệu nó gieo vào chủng tử người ta là nó giúp thiện căn phát triển, thiện căn của báo nhân viên phát triển lại mau lắm, hay lắm. Rồi có một cái cô này mà khi cổ mà dụng công phu của tu, đứa con trai của nó không chịu nghe, nó cứ lỡ, nó kêu: mẹ ơi, bắt nhỏ xuống. Cái cô này cũng nói một câu rất nhẹ nhàng: con à, cho mẹ tu một chút đi con, mẹ niệm Phật mà. Cô nói rất nhẹ nhàng, rồi cô cứ tiếp tục duy trì gì. Đứa con của cô nó trong nhà thì nó phải nghe, nó nghe một thời gian rồi tự nhiên nó xuống, nó tu chụp cùng với mẹ luôn. Quý vị thấy lạ chưa? Rất là vi diệu. Ngộ, công nhận thiệt. Nên những đức nói rằng quý vị dẫn con người ta đi tu, quý vị dẫn người ta đi tu, giết từ từ rồi người thân quý vị cũng tu. Nhưng quý vị dẫn đi tu, quý vị phải tu, và cái tâm trạng phải an lạc, vui vẻ. Càng tu tâm lượng càng mở rộng ra, con người càng rộng rãi đối với gia đình, cái rộng rãi mới dễ độ người ta. Nhớ bố thí nhiếp. Tiền của này cũng cho con, quý vị keo kiệt với nó thì nó dùng mọi cách nó lấy, mà nó còn tạo nghiệp.
quý vị có một cái sự rộng rãi đúng nơi đúng chỗ thì nó quý thương. Khi nó quý thương rồi nó mới nhận thức Phật pháp hay như vậy, hiểu không? Có nhiều người làm cha làm mẹ, cuối cùng tiền của này của con mà để cho con nó dùng mọi cách nó lấy. Tại sao mình không trả cái nợ cho quan gia này để nó quay đầu nó tu, hiểu không? Suy nghĩ đi quý vị, suy nghĩ những lời gì đó nói đi. Con mà nó đã không hiểu đạo rồi, nó dùng đa dạng cách thì nó lấy luôn đó. Có khi keo với nó quá, có ngày nó giết mình nó lấy tiền luôn, cho quý vị biết nó quả quá. Nên từ nó nói mình là người tu, tâm lượng mình phải mở rộng. Những đức thường nói câu mở rộng tâm ra, lòng thanh thản, an vui tự tại, đời thông dong, đúng không? Nên chúng ta dùng đa dạng phương tiện để đem tịnh độ này giới thiệu. Người tu tịnh độ, người niệm Phật, nhân duyên phúc báo cực kỳ lớn. Người hoan hỷ, người thoải mái. Người tu tịnh độ mà nếu khó tính thì không phải tu tịnh độ. Người tu tịnh độ vô cùng dễ tính, vì pháp này là pháp gì? Là pháp đại phúc báo, đại nhân duyên. Người có duyên dày vì sao khó tính? Không có cái lý này. Quý vị coi vì sao nhà Đức nói các cháu nó nghe. Chỉ ngay có cái chỗ nhà Đức thương nó thôi. Thương các cháu quý mình dạy các cháu nghe. Khi những đức mà chia sẻ một tiếng đồng hồ, quý vị con nít nó ngồi, quý vị coi đúng không? Bây giờ cha mẹ các cháu thấy rõ ràng không? Các cháu nó ngồi đó, nó nghe đó, thấy chưa? Một tiếng đồng hồ ngồi xích bằng đau chân lắm quý vị. Nhưng những đức cỡ mở lắm, một chút cái những đức nói các con có đau chân cho thẳng chân. Vậy mà nó vẫn ngồi nghiêm túc, nó nghe những đức nói chuyện. Lạ như vậy, thấy không? Nên trước nhất mình tạo điều kiện dễ dàng cho người ta thì người ta quý trọng mình nói, người ta nghe. Còn mình học Phật mà cái mặt nhăn nhăn như con khỉ ăn ớt, keo kiệt khó khăn, ai học theo quý vị? Học Phật như vậy ai dám học theo? Nên cái quan trọng nhất trong cái cuộc đời con người chúng ta là mỗi ngày vui vẻ hoan hỷ. Cái niềm vui của cuộc đời sẽ giúp cho chúng ta sống được tốt đẹp. Và cái niềm vui sẽ giúp cho chúng ta giải tỏa những cái sự khó khăn khổ đau trong cuộc đời, và giúp chúng ta hướng đến mục tiêu tốt đẹp khi niềm vui phát triển. Nên Phật pháp hay lắm. Nên Đức Phật nói rằng an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Tại sao những ngày tháng chúng ta sống không sống vui vẻ? Không lẽ nghèo không được vui sao? Không lẽ bị bỏ rơi không được vui sao? Nếu như bây giờ chúng ta nghèo, chúng ta bị bỏ rơi, chúng ta bị chửi mắng mà còn buồn thì mắc cả chì lắng chài, bị bình tĩnh suy nghĩ rồi. Lỗ nặng rồi, lỗ hết rồi, lỗ sạch rồi, bị người ta gạt bây giờ còn tức tối muốn tự tử, như vậy thì quý vị quá dại khờ. Người ta gạt được tiền bạc của mình chứ người ta không gạt được cái phước trong mạng của mình. Người ta tự làm tổn đi cái phước huệ trong mạng người ta, đó là kẻ đáng thương. Mà mình bị mắc của cải tới mà mình chán nản, mình buồn phiền, quý vị có phải mắc cả chì lắng chài không? Đã mắc của mà còn khổ, khổ gì à? Phải chi khổ mà người ta đem của người ta trả cho mình thì khổ. Còn cái này người ta không trả mình mà khổ làm chi? Hiểu không? Bình tĩnh suy nghĩ đi đó. Nên nhiều người chúng ta khi hiểu rồi thì tuyệt vời lắm. Đối với tịnh độ đúng là pháp đại thù thắng. Một con người này bệnh nằm rề rề như vậy, buồn chán vô cùng, ở nhà thui thủi, vì đem một chiếc máy nghe pháp B52 vì nói một câu với họ, không cần phải miễn cưỡng quá. Chân thật nghe đi thì có lợi ích, không nghe tùy duyên. Nằm như vậy được lợi ích gì? Buồn được lợi ích gì? Thử nghe đi. Nói câu vậy thôi. Biết đâu sẽ giải tỏ được tâm tư mình và có phương pháp tu hết bệnh sao? Người ta chỉ cần nghe một cái thôi là cởi mở tâm tư liền. Nghe pháp mỗi ngày hay lắm. Nên mỗi ngày càng nghe pháp để tâm tư của người mình cởi mở, con người tâm lượng càng mở rộng ra. Biết được việc tu phước tu duyên là lợi ích cực kỳ lớn cho mỗi một con người chúng ta khi đi đến thế gian này. Không lẽ đi đến thế gian này mang cái thân giả, rồi cuối cùng nó cũng bỏ ta mà ta không biết dùng nó để làm những việc tốt đẹp hả quý vị? Ấn Tổ ngài nói rằng đừng làm thân đi thịt chạy, chết gục theo cỏ cây, uổng cuộc đời của mình. Nên tất cả bệnh hoạn gì trong cái cuộc đời này, mình là người niệm Phật cứ tiếp tục niệm Phật thì gặp bệnh đau. Bệnh đau gì cũng niệm A với Đà Phật để cầu sanh cực lạc. Cảm sốt, bệnh tình, dịch bệnh, đa dạng ung thư,
sida, bệnh BD, bệnh gì cũng vậy, chẳng quý vị chỉ cần chăn thật niệm Phật thì con người quý vị sẽ tự nhiên hoàn chỉnh từ từ lại, hồi phục được tất cả tế bào, được nuôi từ cái thiện tâm, tất cả khí lực của người quý vị sẽ được tích tụ. Vì sao? Vì thiện tâm phát ra từ tâm. Còn cái tâm của mình mà nghĩ ác, làm ác thì tức khắc nó làm cho những tế bào bị hư và khí lực của người mình bị giảm sút. Nên cần phải phát thiện, niệm niệm vì người, lợi ích cho người, mình cực thăng không từ nan. Làm bất cứ một sự việc gì cũng nên tập niệm Phật trong công việc đó. Quý vị phải nhớ, niệm Phật không trở ngại làm việc, làm việc không trở ngại niệm Phật. Nếu như thật sự vì sanh tử thì bất cứ ở nơi nào cũng là đạo tràng tịnh độ của ta, sẽ duy trì được cái tâm tu nghiêm túc. Nhưng ở một cái đạo tràng chuyên tu vẫn tuyệt vời hơn. Nghe mỗi ngày được sự nhắc nhở cực kỳ lớn. Nên nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho hàng Phật tử khắp nơi nơi nghe Pháp được mỗi ngày chí thành niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, siêng năng niệm Phật, dùng đa dạng phương tiện để giúp chúng sanh tu. Cái việc này ý nghĩa trong cuộc đời mình lớn lắm. Và khi cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc, quý vị, chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.